Dạ, xin kính chào các cô chú anh chị yêu thích Lan Trà. Đang nghe xin tầm bó xa với chị cả nước để trả lời với cô chú anh chị yêu thích Lan Trà. Dạ, em hoan nghênh camera này trên cuộc sống của cô chú. Hôm nay thì em trở lại với chỗ của chú Sáu ở gần gia đình Bình Thủy, thành phố Cần Thơ với cô chú anh chị. Dạ, tiếp tục giao lưu cùng với cô chú anh chị mình một số phôi mai vàng. Hôm nay là lô phôi mai tiếp tục. Dạ, đây là một số phôi, chú nữa chú sẽ giao lưu cùng với cô chú anh chị mình luôn ạ. Dạ, phôi mai tứ quý có luôn hết cô chú anh chị, với lại phôi mai vàng ha. Đa số là hôm nay mình đế viết hàng đế sưu tầm luôn nha cô chú anh chị. Dạ, em xin mời cô chú anh chị mình vào xem bếp giới thiệu phôi mai hôm nay của chú luôn ạ. Dạ, con xin chào chú Sáu ơi. Rồi, chào Phương ơi. Rồi, chào anh em gần xa nha. Hôm nay mình cũng lên phôi tứ quý có mai vàng có nha anh em. Mai này là đẹp luôn nha anh em. Mong anh em ủng hộ nha, cũng cảm ơn anh em vừa qua ủng hộ mình. Rồi cây số 1 đầu tiên là cây tứ quý nha anh em. Dạ, đầu liếc là một phôi tứ quý. À, cây tứ quý luôn, có cốt cành đầy đủ luôn nha anh em. Cây này ghép làm ok nha anh em. Dạ, ghép khá đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Rồi, hoành thăng được 37. Dạ, 37 rồi. Cao là 90. Rồi đế là 145 luôn. Rồi mã số 1 này có giá là 1.900.000 luôn, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Dạ, 1.900.000 thôi cô chú anh chị nha. Cốt cành đầy đủ luôn. Dạ, rồi. Rồi mã số 2 à, cũng cốt cành nha anh em, dễ chơi là tứ quý luôn nha. Dạ, cũng là coi tứ quý nha cô chú anh chị, cốt cành đế cũng rất đều nha anh em, khá đẹp nha. Dạ, giá cũng hữu nghị dễ chơi nha anh em. À, đây cũng có rễ cắm hết trơn nè. Dạ, đây cũng có nè, rễ nè nằm đây hết trơn nè. Rồi hoành thăng là được 35. Dạ, 35 hoành. Có số hoành là bao cho anh em đo lại luôn. Dạ, mình đang thu giá cả anh em ơi, chứ hoành mình đo là chính xác cho anh em đó. Cao được 79 luôn. Dạ, thì cao 79. Rồi đế 140 luôn. Rồi mã số 2 này có giá là 1.700.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, 1.700.000 cô chú anh chị nha, giá cũng rất là dễ chơi luôn ạ. Dạ rồi. Rồi một cây tứ quý luôn. Con đợi luôn chứ nha. Rồi tiếp tục là mã số 3. Dạ, số 3 cây này đế. Số 3 là cũng một cây tứ quý luôn. Đó, cây này đế cũng lực, con cốt cành cũng đầy đủ luôn nha anh em. Dạ, đế số 3. Đế coi trùng trùng đẹp đẹp luôn. Đế là to không nha anh em, đế là đạt luôn. Dạ, cây này thì quánh cái thằng dù đó là con. Rồi đo hoành bỏ cây tử lên nha anh em. Hoành này được 34 nè. Dạ, nó bao hoành cho anh em nè. Còn nếu mà đo tử củ nở ra nha anh em, cái này đo củ nở ra gần 50 luôn đó. Dạ. Cao là 73. Rồi đế là 106 luôn. Rồi mã số 3. Mã số 3 này có giá là 4.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, 4.500.000 thôi cô chú anh chị nha. Rồi tiếp tục là mã số 4. Đi sau lưng. Dạ, mã số 4. Mã số 4 là cũng một cây tứ quý luôn nha. Dạ, cái dáng này mình chơi huynh đệ cũng được đó nha anh em. Dạ. Cây này là ghép vô là anh em ghép may quắn á, nó nhiễu xuống rất là đẹp. Dạ, cái này cốt cành đó là... tại cái thế này là vô ghép bài may quắn mình nha anh em. Cái này rất đẹp thòng. Luôn, nó thòng xuống rất đẹp luôn. Một cốt lên hai không. Nghe từ đầu ra đừng bài đều mặt bầu luôn à. Rồi quanh thăng này là được 43 luôn. Cao 1,5 m luôn. Rồi đế là 108 luôn. Rồi mã số 4 có giá là 3.900.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ, 3.900.000 nha mấy cô. Chưa. Dạ rồi. Tao đợi luôn chú nha. Rồi số 5. Dạ,
thứ năm là cũng là một cây tứ quý luôn. Dạ, à, để cốt cành trùng trùng điệp điệp luôn. Để rất là khá nha nè. Cốt cành tứ gì luôn nha tôi biết. À, chiều nay xe hơi đông hơn. Dạ, rễ là bự bự không nha anh em, còn lớp trong lớp ngoài đủ thứ nha. Rồi qua tháng được 29 luôn. Cao là 1m1. Đế sởm cao được 30 luôn. Nồi đế đặt nó là 160 luôn. Dạ. Rồi mã số 5 này có giá là 6.800.000 luôn. Dạ, một đế nơ bạc luôn nha. Bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. 6.800.000 luôn. Dạ. Rồi, mã số 6. Cũng là cây tứ quý luôn. Dạ. Bữa nay đa số là mình nhân. Cây này khá thì bự nha anh em, đế là nó chảy chảy rất là đều nha. Rồi đế là chảy rất đều, bên đây cũng vẫn có nha anh em. Nó cộng dưới này còn nữa nha. Đây nè. Còn trong này nè, nó có moi ra hết nha anh em. Đế này rất là khá đế. Cái này vậy cho dưới này nó còn đế nè, còn đây nữa nè. Rồi hoàn thành được 40. Dạ 40. Cao 1m4 luôn. 70 kg. Rồi đế nó là 200 luôn, 201. Rồi mã số 6 này có giá là 6 triệu đồng chẳng luôn. Cây này cũng bao xếp toàn quốc cho anh em chơi luôn. Mã số 6. Dạ rồi. Con đỡ luôn anh. Rồi tiếp tục là mã số 7. Cũng là cây mai tứ quý nha anh em. Đế lọn lọn cho nè. Đế nó là đặt luôn nha. Đế nhóc cho nha nè. Đế cũ cũ luôn. Dạ rồi con xin thông số luôn. Rồi mình thắng được 30 luôn. Đế là đúng. Cao là 61. Đế sẫm cao được 26 luôn. Đây là tập đi làm nữa. Rồi nồi đế đặt nó là 160 luôn. Rồi là mã số 7 này có giá là 5.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. Dạ nguyên một nồi đế đặt kẹo luôn quý cô. Đặt kẹo luôn, nồi đế luôn. Mã số 8 luôn. Số 8 là một cây tứ quý luôn nha anh em, giót ngọt luôn nha anh em. Coi lên hình nó giót luôn nè. Tứ quý cây này giót ngọt luôn quý. Cây này cốt cành đầy đủ gì về anh em đóng bo vô là mau chơi lắm nha anh em. Đế cái bắp bắp không à. Đó, cây nó cuộn cuộn rồi nè. Cây này đi 3 4 ngày mới kiếm được cây này nè. Quá trời cái nồi đế luôn á. Rồi hoàn thành được 42 luôn. Dạ 42 rồi. Cao là 79 luôn. Rồi nồi đế đặt của nó là 200 luôn. Rồi mã số 8 này có giá là 9 triệu đồng chẳng luôn, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Cây này rất khủng nha anh em. Đế đặt đặt chân sắp như đế sắp nha anh em. Dạ, cái mình nó hơi chặt cho cô chú anh chị giót cây luôn ạ. Dạ 9 triệu nha quý cô chú nha. Cây mã số 9, à mã số 8. Rồi tiếp tục là mã số 9. Cũng là tứ quý luôn. Dạ mã số 9 cũng là tứ. Cây này nó quái con ếch nha anh em. Dòm nè. Cái giò này rất là quái nha. Đây là nó còn rễ cắm xuống đây hết trơn nha anh em. Để xuống đây không nè. Đó, cái này là hình rất quái nha. Nếu mà đo thì cái số dòng lượng cái này thì rất bự nha nè. Đo tới đây là tới 47 luôn.
đó, còn đo bỏ trên cái nhánh tử trên đây lại nè, bỏ trên đây lại là còn được 41 nha anh em. Dạ, vị trí này 41. Ừ, nó hai vị trí nha anh em. Rồi cao được 60, rồi để đặt nó 150 luôn. Cái này rất là quái. Rồi mã số 9 này có giá là 3.500.000 luôn. Ôi chết toàn quắc luôn. 3.500.000. Một con ếch luôn nha anh em. Dạ, à, 3.500.000 luôn. Dạ, một cây tứ quý. Rồi mã số 10 là cũng là cây tứ quý luôn. Dạ thôi tứ quý tàn đa nha quý quý anh chị. À, cái này mình lọt tàn là bao nhiêu? 10 này là đa thắng nha anh em. Anh em chơi kiểu nào cũng được nha. Hôm nay là mình giao lưu tứ quý tứ suất ha, tứ quý mình đăng ký liên hệ với số 16. Rồi đo tổng hoàn thân của nó gì là được 51 nha anh em. Dạ, vị trí là 51. Đó. Còn đo một cái thân bự này cái cho anh em phân biệt ra dễ. Một thân này là nó được 32. Thân bên đây được 28 luôn. Cao là 93. Rồi đế đặt nó 107 luôn. Rồi mã số 10 này có giá là 2.500.000, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Đây là cây tứ quý nha anh em. Dạ rồi, con đợi đó. Rồi. Rồi mã số 11 cũng một cây tứ quý luôn. Cây này đế cũng rất khủng luôn. Khủng cũ không? Đó, đế cũng đặt đặt xuống không nha anh em. Nhỏ mà nó quái lắm nha anh em. Đế cái này đặt sạch luôn. Đế là bầu tới đâu rồi đế. Đế rồi nè. Đó. Đế cứ ngắt chân nha anh em. Rồi cái này là đo tốt trên cao này luôn nha anh em. Cao này là được 29 luôn. Cao là 77. Rồi đế đặt của nó là 108 luôn. Rồi mã số 11 này có giá là 6.500.000 luôn, bao xếp toàn quốc luôn. 6.500.000 hay thôi chú anh chị nha. Cái này cái hàm này không có lớn nhưng mà quá trời cái nồi đế luôn đó. Nồi đế rất là khủng luôn nha nè. Rồi mã số 12 cũng là một cây tứ quý luôn. Cái này đáng chơi quý cô. Cái này là chơi tàng đa nha anh em. Cái này là nó liền nguyên khối hết nha. Dạ. Anh em giờ hôm nay là cái này là không có thể phải vậy, cái này nó chai đá hết trơn nha anh em. Hồi đó là nó nguyên một gốc bự này nha. Mà đi dính nhẹo 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 như này. Anh em giờ là liền nguyên khối hết, không có mục nha. Thầy là chai đá trơn nha. Cắt này bonsai anh em về ghép vô là rất là đẹp nha, rất đỉnh nha anh em. Cái này chơi cái chậu cổ cái đó là dữ lắm nha anh em. Cái này giờ đo chỉ là đo tổng cái hoành thôi nha anh em. Tổng cái hoành đạt của nó là 55 thôi. Dạ. Chứ còn người mà đo một cái chủ này thì chủ này nó chỉ có 12 thôi. Còn cái thằng này cũng vậy, nó cũng có mười mấy nhánh mười mấy nha anh em, 12 thôi. Rồi chiều cao này là được 59. Đế sởm cao được 40 luôn nha anh em. Rồi đế đặt nó là 108 luôn. Rồi mã số 12 này có giá là 6.500.000 luôn. Dạ 6.500.000. Bao xếp toàn quốc luôn. Một thôi tứ quý. Rất là đẹp nha anh em, đế chảy rất đẹp nha anh em. Anh em nào mà vô chậu xưa chậu cổ mình là cây này chơi bonsai đẹp lắm nha. Dạ. Chú đo cái độ sổ xuống con đó chứ. Cái độ sổ rồi đây xuống đây. Rồi cái này lên tới này là tới 41 cũng 2 lần. Dạ, độ sổ 42 nha anh. À. Cái sổ rất là nhiều. Rồi giá cây số 12 này là 6.500.000 luôn. Dạ, bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Số 13 cũng là một cây tứ quý luôn. Cây này đế cũng còn khủng đó nha anh em. Đó, cây này đặc sạch luôn. Đó, đế là rất là đặc nha. Quá trời cái nồi đế luôn. Đế sổ rất là nhiều nha anh em. Cái này giống như
một cái gói mì Hàn Quốc vậy đó thôi. Cái số 13. Dạ. Ở đây là nguyên mình mẹ đặt luôn. Cái nào? À, cái này để đặt luôn. Cái này là hai cây luôn nha anh em, nhập nha. Dạ. Nó đang ở với nhau là chứ. Nó đang nhau giờ đo tổng vành nha. Tổng vành nó là 38. Rồi đo từ thang cho anh em nha. Một cái thang này là 219. Cái thân bên đây được 21. Tế sổm cao được 40 luôn. Cao tới đỉnh trên đây là 90. Nồi đế đặt là 108 luôn. Rồi mã số 13 này có giá là 7 triệu đồng chẳng luôn. Dạ 7 triệu nha cô chú chị. Một phôi tứ quý cây đế viết tế sổm tiếp luôn nha. Hả? Đó, cốt cành luôn đó chú. Cốt cành gắt đều luôn. Dạ rồi. Rồi. Và mã số 14, một cây mai vàng nha anh em. Dạ mã số 4 là một mai vàng. Cây này là nó xù ốc cục nổi luôn nha anh em. Dài 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 xù hết trơn, cây này rất là già cây nha. Tại vì ở ngoài này rất là dữ nha anh em, đế bóp bóp nè. Đế dữ lắm bê nha anh em. Đế còn bóp 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 nó đều ra hết trơn nha anh em. Cái nè. Nó bự hơn cùng tay không nè. Thấy không? Đế lực, lực luôn. Cái mặt tiền bên đây là nó xù dữ nha. Đế xù như này là chứng chứng cho anh nha. Đúng rồi. Đó. Xù cái ghê luôn. Cái này nó có nu nặng hết trơn. Nó nu nặng, nó xù hết trơn. Rễ vô cái này cũng vậy nè. Rễ này cũng xù luôn nè. Thân rễ nó rất là đẹp. Đó đây là nó cũng xù xù luôn. Một cây tàn cũng khá là khủng nha quý cô chú. Cây này rất khủng nha anh em. Xù cái nè, nu nu không à. Bóp cái nè. Chiều cao là 5m. Tán ngang này là 5m luôn. Cao 5m là tán ngang 5m luôn nha cô chú. Chiều cao 5m, tán ngang 5m nha anh em. Đo tổng hoành như vậy á, là nó 81 luôn, số đẹp luôn, số phong thủy luôn. Đó anh em gọi thức đi vòng vòng cho anh em coi nha. Dạ vị trí là 81. 81 luôn, là vô ấy luôn nha, số đẹp luôn nha anh em. Đó. Dạ, dễ lực lắm đó. Là gọi đầu xích trên đây một chút xíu. Xích trên đây là nó còn được là 76 nha anh em. Dạ, đó là tốt ở trên đó. Tại vì cây bự phải đo kỹ cho anh em giờ mấy hai vị trí đi. Đó. Còn thấp thân lên đây là nó chỉ có là 55 nha anh em. Dạ. Có cốt cạnh. Dạ. Đường kính bầu nơi là nó 1m2. Dạ, kính bầu 1m2. Còn ngồi đế đặt này á, đế đặt này là 1m6 luôn nha, mất gửi luôn nha nè. Còn cái bầu của nó là nồi đế ở ngoài này là 300 luôn nha nè. Rồi cây này cốt cầm này, cốt cành này là được 33. Dạ, còn bên này là nó dính lại luôn. Bên đây thì nó dính lại cái mặt này đâu, cái mặt bên đây nè. Bên đây thì nó được 53 nha anh em. Dạ, chỗ này đang xung chảy. À, đang chảy nè. Còn chỗ này là cái cục bánh cam nè. Dữ lắm. Còn luôn cái chỗ này là cái cục bánh cam luôn nè. Xù 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 gì nhiều nhiều dài dữ lắm. Cái thân nó lên luôn nằm xù xì giống như thế này đó. Tôi có chuyện lên tới trên họ luôn. Đó, một cánh cam đó, cây này xù rất nhiều nha nha. Dạ, cái thân nó cây này lên... chỉ là bao xếp là 300 km thôi nha nè. Dạ, cái thân nó luôn nằm bao tục quát bao không nổi. À, quay video rồi thì tước lá cho cây nó khỏe nha nè.
Dạ, chiều cao 5m, tới ngang cũng 5m luôn đó chứ quý anh chị. Và dưới tàn cũng khá là tròn, thấp hơn cao luôn ạ. Quá trời anh em ơi, coi cái tay bỏ vô không có ra gam đâu. Cái tay là chụp vô tay không có ra 100g nữa cho nha anh em. Hai tay mình cái tay mình ra mà đo không có nhầm nhỏ cho nha anh em. Dạ mình giao luôn giá bao nhiêu hết. Rồi cây này là bao xếp 300 km là có giá là 97 triệu nha anh em. Dạ 97 triệu. 97 triệu một cây mai xù luôn. Cây quá khủng luôn, xù dữ luôn. Cây tứ quý luôn. Cây này là rất là khủng nha anh em, tại vì mình bưng lên không nổi nha, mình để dưới đây mình quay nha anh em. Tại vì cây này cũng bao là 300 km thôi nha, chứ bao toàn quốc bao không nổi nha. Coi tứ quý không chú? À, cây tứ quý. À, trong này nó có một hai cái ghế dập, mình kéo cái thời gian kéo mình có quấn này nha nè. Dạ. Cũng anh em giao tới cũng thông cảm, đây một cái nha, bây giờ bên đây một cái nữa nha, có hai ghế dập này nha anh em. Dạ. Đó, mình có siết dây rồi nha, khi mình nắm cái mình từ nhỏ nắm nó khiêng á, giật nó hơi té. Ở trong này cũng có một gốc đế luôn. Ở đây còn gốc nữa nè, còn đế lắm đế. Đế sổ. Đế trong này vô lắm đế nè. Cái cây này khủng lắm. Cây này ở ngoài là anh em dòm hết hồn luôn nha anh em. Rồi hoành thăng này là được 38 nha anh em. Cao là 81 luôn. Còn đế xổm cao được 50 luôn nha anh em. Trên 50 luôn, 50 luôn đó, năm mấy luôn. Dạ. Ở đến xếp cao này tới 51 luôn. Dạ. Rồi đấy đặt này là gần 300 nha anh em. 206, 207 á. Rồi. Mã số 15 này rất khủng. Rồi bao 300 km, cây số mã số 15 này có giá là 12 triệu đồng nha anh em. 12 triệu bao 300 km. Rồi qua đây thôi. Nguyên một bệ luôn cô chú anh chị, hai cái này tới hai lớp rễ luôn nha cô chú anh chị. À, hai ba lớp rễ luôn. Cây rất khủng. Lên cái bồ một cái nữa là dữ dằn lắm. Rồi mã số 15 là mã số cuối này nha anh em. Là một cây tứ quý nha, cũng tứ quý luôn. Cây mới bứng về chưa có làm gì bầu gì được chân nha anh em, mới bứng về cái đập luôn. Tứ quý tàn. Cây này cũng rất cũng bứng về chưa làm bầu gì hết trơn, nó còn đang xì lì hết trơn nha. Cái rễ này là nó hơi bẻ ngoài mình quấn mình bẻ vô nha anh em. Cái dây này là mình quấn bẻ vô chơi đừng có dập rễ nha. Quấn xu nha. Đó, có cái rễ đó đó. Còn xung quanh là gắt khủng đó, đế đây gắt đẹp luôn. Dạ, cái này mình làm vệ sinh lại là bộ đế chủ luôn đó. Rồi hoành thăng nó được 39 luôn. Dạ 39 rồi. Rồi đế có cũ luôn, đế xổm cao này được là 33. Dạ. Rồi đế đặt này là 200 không hết nha. Dạ. Chiều cao nó là 1m6 đi. Rồi mã số 15 này, mã số cuối này có giá là 9.500.000 bao xếp. Cây này bao xếp cũng 300 km thôi nha anh em. Dạ 1.500.000. Mã số 16. À. 16. 16. Đọc lại cái mã số 16. Này là mã số 16 nha anh em. Nó lộn. Rồi 16 này có giá là 9.500.000 bao xếp toàn quốc luôn. Ê bao xếp 300 km. Dạ. Dạ, rồi cuối video cũng chúc anh chị em được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc nha. Cũng mong anh chị em ủng hộ cho mình nha. Xin chào tạm biệt. Dạ. Anh chị em. Dạ, em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian. Sao? Dạ chúc quý cô chú anh chị về nhà chúng ta được hôm nay.